Chào các em, thầy là Hà Duy Hội, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Rất vui được đồng hành cùng các em qua video bài giảng môn hóa học. Qua video này, thầy và các em cùng nghiên cứu về sự ăn mòn kim loại thuộc chương 5 phần đại cương kim loại hóa học lớp 12. Qua video này, thầy hy vọng các em sẽ đạt được các mục tiêu sau đây. Mục tiêu bài học và mức độ yêu cầu cần đạt. Học sinh hiểu được các khái niệm ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa học, điều kiện xảy ra ăn mòn kim loại. Học sinh phân biệt được ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học ở một số hiện tượng thực tế. Học sinh biết được các biện pháp bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn. Bài học của chúng ta có 3 nội dung chính. 1. Khái niệm. 2. Các dạng ăn mòn kim loại, gồm có ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học. 3. Chống ăn mòn kim loại. Trọng tâm của bài, phần kiến thức là ăn mòn điện hóa học. Yêu cầu các em chuẩn bị vở, giấy nháp, bút viết, sách giáo khoa trang 92, ngồi nghiêm túc, tập trung vào bài học. Bài học của chúng ta gồm 4 hoạt động. Hoạt động 1, xác định vấn đề. Hoạt động 2, hình thành kiến thức. Hoạt động 3, luyện tập. Hoạt động 4, vận dụng, liên hệ thực tiễn. Mời các em xem video sau, cho biết video nói về vấn đề hóa học gì. Đèo ơi! Dạ? Mày đang làm gì đây? Cô đợi con tí, con chàng ngay! Mày nhanh lên đây, tao bảo! Đây! Gì hả bố? Mày làm gì lâu ấy? Con đang có tí việc. Trưa nay nhà mình ăn gì? Con không biết được, hôm nay mẹ con đã nói gì đâu. Nhà có tí sắt vụn kia kìa. Mày mang đi bán đi, cũng phải được tầm 20-30 đấy. Mua lấy con cá mà. Sắt vụn đâu bố? Sắt vụn gì đấy? Chưa nhớ. Cũng phải tầm độ chục cân đấy. Ủa, nặng phết đấy bố. Chưa, ngày xưa tao dùng suốt mà. Chà, nhiều đấy. Sắt vụn bán đi. Ai có sắt vụn bán nào? Ai có sắt vụn đi? Ai có sắt vụn bán đi? Ai sắt vụn bán nào? Ôi chú ơi! Đây chú ơi! Trong đó chú ơi! Đây rồi! Đây rồi! Mày biết từ sáng giờ chưa ai bán? Nhà bán gì bán cho cháu? Nhà cháu có đấy! Nhà cháu nhiều lắm! Lên chú đây! Bố ơi! Nhanh! Chú đến này! Đây chú ơi! Đồ nghề đấy! Bao nhiêu? Thế trước bố mua bộ này bao nhiêu ấy nhỉ? Chỗ này á? Cũng lâu không nhớ, tầm 400-500 nghìn đấy chú ạ. Đặt phết đây, không đùa đâu! Nhiều quá nhỉ? Bao nhiêu đấy chú này? Vẫn mới nhá! Đây, mấy cái xem làm như nào. Chú ý cờ lê này, trắng sáng chưa? Tôi bảo nhé, bây giờ giá sắt bây giờ nó tầm khoảng 12.000 một cân. Nhưng mà nó dỉ như thế này rồi, tôi chỉ bán mua có 5.000 một cân thôi. Ôi rồi. Anh nhìn xem, nó dỉ như thế này, nó không còn giá trị sử dụng nữa, rất là dễ hỏng. Anh nhìn xem, nè, anh để cái này lâu quá rồi, nó dỉ như thế này cơ mà. Lâu rồi, trả được cái này. Tôi trả được cái này. Thế hai bố con bê lên hộ tôi với, tôi cùng cái xe của tôi. Cái xe đi, tôi bê lên cho. Bác lấy đi. Ui dồi. Thế này bác lấy. Phết. Ui. Anh để lên đây của tôi với. Đào. Ui dồi. Rồi. Chú có đi, chú có đi được không? Được, chắc đi được không? Ui dồi, chú giật tôi mấy. Tôi đây, đi. Đây. Chú đi nha. Nặng phết đấy bác, cẩn thận nhá. Cảm ơn thầy rồi nhá. Ơi, chú đi nhá, chú nhá. Chào chú nhá. Thì mua cá gì đấy bố?
mày chạy ra chợ mày mua cho tao con cá chép đi. Ăn nó ngon. Tiền đâu? Tiền chưa đưa à? Ôi. Ô kìa, đuổi theo. Thầy đã thấy một số cánh tay giơ lên. Thầy xin mời em Tí. Cảm ơn câu trả lời của em Tí. Câu trả lời của em Tí rất chính xác. Em Tí trả lời rằng video vừa rồi nói về sự rỉ sắt. Tuy nhiên, câu trả lời của em có tính khái quát chưa cao. Video vừa rồi nói về sự ăn mòn kim loại. Các em thân mến, sự ăn mòn kim loại ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế quốc dân. Chúng ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng và vẻ đẹp của kim loại. Các em biết không, hàng năm lượng sắt thép bị rỉ chiếm gần 1/4 lượng sắt thép sản xuất ra. Vậy, ăn mòn kim loại là gì? Có những dạng ăn mòn kim loại như thế nào? Sau đây chúng ta cùng bắt đầu bài học. Bài 20, sự ăn mòn kim loại. Dựa vào kiến thức thực tế và khái niệm sách giáo khoa trang 92, các em hãy cho thầy biết ăn mòn kim loại là gì? Đây là một câu hỏi không khó và rất gần gũi với đời sống hàng ngày của các em. Chắc hẳn các em đều đã có câu trả lời. Các em hãy so sánh câu trả lời của các em với câu trả lời của thầy. Một la mã, khái niệm, sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng với các chất trong môi trường xung quanh. Quá trình ăn mòn kim loại xảy ra quá trình oxy hóa kim loại thành ion dương. Kim loại M thành ion Mn cộng, cộng Ne. Ăn mòn kim loại có những dạng nào? Sau đây, thầy mời các em đến với phần 2 la mã, các dạng ăn mòn kim loại. Ăn mòn hóa học là quá trình oxy hóa khử. Trong đó, các atom của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường. Thí dụ, Fe cộng 2HCl tạo thành FeCl2 cộng H2. Trong phản ứng này, Fe nhường trực tiếp 2 electron cho ion H cộng trong dung dịch. Hai nhỏ, ăn mòn điện hóa học. Ăn mòn điện hóa học là quá trình oxy hóa khử. Trong đó, kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện ly và tạo nên dòng electron chuyển rời từ cực âm đến cực dương. Quá trình ăn mòn điện hóa học là một quá trình phức tạp và đây là nội dung trọng tâm của bài. Do đó, thầy và các em sẽ cùng nghiên cứu kỹ về ăn mòn điện hóa học. Mời các em xem thí nghiệm về ăn mòn điện hóa học. Nhúng lá kẽm và lá đồng không tiếp xúc với nhau vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng. Nối lá kẽm với lá đồng bằng dây dẫn đi qua một dụng cụ đo dòng điện. Ta thấy có dòng điện chạy qua. Lá kẽm bị ăn mòn dần. Bọt khí hydro thoát ra ở cả lá đồng. Sau khi đã theo dõi xong thí nghiệm, các em hãy dựa vào hình vẽ 5.5 trong sách giáo khoa và cho thầy biết ăn mòn điện hóa học xảy ra như thế nào. Thầy mời em đeo kính xinh xắn kia. Rất cảm ơn câu trả lời của em. Câu trả lời của em có ý đúng nhưng chưa thật sự chính xác. Giải thích về sự ăn mòn điện hóa. Ở cực âm anode, kẽm bị ăn mòn theo phản ứng Zn tạo thành Zn2 cộng cộng 2E. Ion Zn2 cộng đi vào trong dung dịch, thanh kẽm bị ăn mòn. Còn các atom theo dây dẫn sang điện cực đồng. Tại cực dương cathod, ion H cộng trong dung dịch H2O4 nhận electron
biến thành nguyên tử hiđro rồi thành phân tử H2. 2H cộng cộng 2E tạo thành H2. Điều kiện xảy ra ăn mòn kim loại. Ăn mòn hóa học. Quá trình ăn mòn hóa học xảy ra trong các chi tiết bằng kim loại của máy móc, trong các nhà máy hóa chất, những thiết bị của lò đốt, nồi hơi, chi tiết của kim loại đó bị ăn mòn do tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ càng cao, kim loại bị ăn mòn càng nhanh. Về ăn mòn điện hóa học, phải thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện. Điều kiện 1, các điện cực phải khác nhau về bản chất, kim loại với kim loại hoặc kim loại với phi kim. Điều kiện 2, các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn. Điều kiện 3, các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện ly. Thực tế, ăn mòn kim loại xảy ra rất phức tạp, có thể xảy ra đồng thời cả ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học. Một câu hỏi đặt ra, gang, thép, tức hợp kim của sắt và carbon trong không khí ẩm xảy ra ăn mòn như thế nào? Các em cùng quan sát hình 5.6 trong sách giáo khoa. Ở điện cực âm, sắt bị oxy hóa thành ion Fe2+, Fe thành Fe2+, cộng 2E. Ở điện cực dương, oxy hòa tan trong nước bị khử thành ion hydroxit O2 cộng 2 phân tử nước cộng 4E tạo thành 4 ion OH-. Ion Fe2+ tan vào trong dung dịch có hòa tan khí oxy tiếp tục bị oxy hóa tạo thành rỉ sắt, thành phần chủ yếu là Fe2O3 ngậm N phân tử nước. Hiểu được ăn mòn kim loại, các dạng ăn mòn kim loại là một vấn đề rất quan trọng. Nhưng có một vấn đề quan trọng cũng không kém, đó là biết cách chống ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại, đây là một nội dung rất gần gũi với đời sống hàng ngày và nội dung này không khó, do đó thầy giao cho các em về nhà tự đọc sách giáo khoa. Thầy hướng dẫn như sau. Về phương pháp chống ăn mòn kim loại có 2 phương pháp. Một, phương pháp bảo vệ bề mặt. Chúng ta dùng những chất bền vững với môi trường để phủ ngoài mặt những đồ vật bằng kim loại như bôi dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men. 2. Phương pháp điện hóa. Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại hoạt động hơn. Kim loại hoạt động mạnh hơn sẽ bị ăn mòn, kim loại kia được bảo vệ. Vừa rồi, thầy đã trình bày cho các em về các dạng ăn mòn kim loại, gồm có ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học. Để nắm vững hơn vào bài, thầy mời các em cùng đến với hoạt động thứ 3, hoạt động luyện tập. Hoạt động luyện tập của chúng ta gồm 5 câu hỏi. Câu hỏi 1, bài tập số 6, sách giáo khoa trang 95. Một đoạn dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây để lâu ngày? Thầy thấy rất nhiều cánh tay giơ lên. Thầy xin mời em Đỗ. Câu trả lời của em Đỗ là A. Thầy rất đồng ý. Đoạn dây thép khi để lâu ngày thì kim loại sắt sẽ đóng vai trò là cực âm và bị ăn mòn. Đây là xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học. Chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi số 2. Cho các thí nghiệm sau đây. Thí nghiệm 1, nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2S4 loãng. Thí nghiệm 2, đốt bột nhôm trong không khí. Thí nghiệm 3, cho sắt vào dung dịch AgNO3. Thí nghiệm 4, nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2S4 3 lần. Em hãy cho biết thí nghiệm nào xảy ra ăn mòn hóa học, thí nghiệm nào
xảy ra ăn mòn điện hóa học. Thầy thấy em Đại giơ tay rất nhanh. Thầy xin mời em Đại. Cảm ơn câu trả lời của em Đại. Câu trả lời của em Đại là thí nghiệm 1, thí nghiệm 2 và thí nghiệm 4 là xảy ra ăn mòn hóa học. Thí nghiệm 3 xảy ra ăn mòn điện hóa học. Các em cùng xem câu trả lời của thầy. Ăn mòn hóa học gồm thí nghiệm 1, thí nghiệm 2, thí nghiệm 4. Vì ở thí nghiệm 1, kẽm nhường atom trực tiếp cho ion H+. Ở thí nghiệm 2, nhôm nhường atom trực tiếp cho oxy trong không khí. Thí nghiệm 4, đồng nhường atom trực tiếp cho ion Fe3+ chuyển thành ion CO2+ và ion Fe2+. Còn ở thí nghiệm thứ 3, sắt tác dụng với dung dịch AgNO3, kim loại sắt đẩy kim loại bạc. Kim loại bạc thoát ra bám vào đinh sắt. Do đó thỏa mãn 3 điều kiện của ăn mòn điện hóa học. 1 là hai điện cực gồm có sắt và bạc. 2 là hai điện cực này tiếp xúc trực tiếp với nhau. Thứ 3 là cùng nhúng trong dung dịch AgNO3. Vậy thí nghiệm 3 sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa học. Rất cảm ơn câu trả lời của em Đại. Câu số 3. Cho các hợp kim sau đây. 1. Đồng với sắt. 2. Kẽm với sắt. 3. Sắt với carbon. 4. Thiếc với sắt. Khi tiếp xúc với dung dịch chất Li thì các hợp kim nào mà trong đó sắt đều bị ăn mòn trước? Thầy thấy rất nhiều cánh tay giơ lên. Thầy xin mời em học. Cảm ơn câu trả lời của em học. Em học trả lời đáp án của chúng ta là A. Các em theo dõi câu trả lời của thầy. Đúng vậy, đáp án rất chính xác, đáp án A. Tại sao chúng ta chọn đáp án A? Các em nhớ, những hợp kim mà sắt hoạt động mạnh hơn thì sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa học và sắt sẽ bị ăn mòn trước. Vậy chúng ta có hợp kim 1, sắt mạnh hơn đồng. Hợp kim 3, sắt có tính khử mạnh hơn carbon. Hợp kim 4, sắt có tính khử mạnh hơn so với thiếc. Vậy đáp án A rất chính xác. Mời các em đến với câu hỏi số 4. Nhúng hai lá kim loại kẽm và đồng vào dung dịch H24 loãng, rồi nối hai lá kim loại bằng một dây dẫn có gắn một điện kế. Một pin điện hóa được hình thành. Nhận xét nào sau đây không đúng? Thầy mời một em nữ rất xinh xắn lắng nghe từ đầu đến cuối. Thầy mời em điểm. Cảm ơn câu trả lời của em Điểm. Em Điểm đã chọn đáp án là D. Không có bọt khí H2 thoát ra trên bề mặt lá đồng. Câu trả lời của em rất chính xác. Thí nghiệm trên xảy ra ăn mòn điện hóa học. Các atom ở thanh kẽm sẽ di chuyển theo dây dẫn sang cực đồng. Ở đó, các ion H+ trong dung dịch sẽ nhận atom và tạo thành nguyên tử hydro rồi thành phân tử H2 thoát ra ở thanh đồng. Vậy có bọt khí hydro thoát ra trên bề mặt thanh đồng. Câu trả lời của em là D, rất chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Đây là bài tập số 5, sách giáo khoa trang 95. Cho lá sắt vào. Phần A, dung dịch H24 loãng. Phần B, dung dịch H24 loãng có cho thêm vài giọt COS4. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích, viết phương trình phản ứng. Thầy mời một bạn đã giơ tay rất nhiều lần trong ngày hôm nay nhưng chưa được thầy Áo gọi. Thầy xin mời em Cao.
Rất cảm ơn câu trả lời của em Cao. Ở thí nghiệm 1, cho lá sắt vào dung dịch H24 loãng. Có phản ứng của sắt tác dụng với H24 loãng tạo thành FeSO4 cộng với H2. Đây xảy ra sự ăn mòn hóa học. Ở thí nghiệm thứ 2, cho lá sắt vào dung dịch H24 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuS4 sẽ xảy ra phản ứng sắt cộng với CuS4 tạo thành FeSO4 cộng với Cu. Kim loại đồng thoát ra bám vào đinh sắt. Do đó xảy ra ăn mòn điện hóa học. Tốc độ thoát khí sẽ nhanh hơn so với thí nghiệm 1, làm sắt bị ăn mòn nhanh hơn. Vừa rồi chúng ta đã vừa qua 5 câu hỏi của phần luyện tập. Thầy giáo thấy các em rất hiểu bài, đặc biệt các em rất sôi nổi. Trong đó có 5 bạn: bạn Đỗ, bạn Đại, bạn Học, bạn Điểm, bạn Cao. Các em đã trả lời chính xác cả 5 câu hỏi. Xin mời cả lớp cho 5 em Đỗ, Đại, Học, Điểm, Cao một tràng pháo tay. Để phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu của các em, sau đây xin mời các em chuyển sang hoạt động thứ 4, hoạt động vận dụng liên hệ thực tiễn. Em hãy quan sát các đồ vật bằng kim loại trong gia đình, ghi lại các trường hợp kim loại bị ăn mòn. Trong các trường hợp bị ăn mòn đó, trường hợp nào là ăn mòn hóa học, trường hợp nào là ăn mòn điện hóa học. Trao đổi các thông tin thu thập được với các bạn và giáo viên bộ môn của em. Để làm tốt vấn đề này, thầy có một vài hướng dẫn sau đây. Như các em đã biết, ăn mòn hóa học thường diễn ra ở nhiệt độ cao, có sự tiếp xúc trực tiếp của kim loại và hợp kim với các hóa chất hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao. Vậy, ở trong gia đình, những nơi có nhiệt độ cao thường xảy ra ăn mòn hóa học. Ví dụ như ở trong bếp, các đồ vật nấu nướng. Các trường hợp ăn mòn điện hóa học diễn ra ngay ở điều kiện thường khi thỏa mãn 3 điều kiện. Vậy các em có thể tìm hiểu về các trường hợp ăn mòn kim loại ở bên ngoài, ví dụ như hàng rào bằng kim loại, mái tôn, vân vân. Các em thân mến, video bài giảng về ăn mòn kim loại thuộc bộ môn hóa học lớp 12 đến đây là kết thúc. Thầy xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các em luôn luôn khỏe mạnh, học tập tiến bộ. Xin chào và hẹn gặp lại các em.